Tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 Nam Mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới, giàu như vũ bão. Vâng, Diễm Quỳnh xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi là một thói quen tốt của người Việt Nam mỗi độ Tết đến xuân về. Xem tử vi cho tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ giúp cho những người tuổi Giáp Tuất Nam Mạng biết trước được những khó khăn và thuận lợi của chính mình trong năm mới, năm 2022 Nhâm Dần. Bởi sự vận động của các tinh tú quay quanh trái đất nên sẽ ảnh hưởng đến vận khí của con người mỗi năm mỗi khác, không có sự giống nhau giữa các năm. Vậy nên các bạn cần phải biết được chính xác vận hung cát của mình trong năm để có thể có được những bước đi đúng đắn và chính xác nhất. Phần tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần này sẽ luận giải cuộc sống của bạn theo 4 phương diện của cuộc sống, đó là tình duyên, tiền bạc, sức khỏe, công danh và sự nghiệp, cũng như là tình duyên của mình một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Chương trình ngày hôm nay được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm về kiến thức cũng như kết quả luận giải về lá số tử vi của mình nhé. Qua đó, bạn sẽ biết được vận hạn và thầy cũng đưa ra những phương pháp hóa giải giúp tăng cường tài lộc, tình duyên và gia đạo của quý vị. Ngay sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 1994, năm 2022 Nam Mạng, quý nhân nhiều nhưng tiểu nhân không thiếu. Tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 1994, năm 2022 Nam Mạng sẽ có sự phát triển mạnh mẽ, đồng thời sao hoa cái nhập mệnh sẽ mang đến nhiều năng lượng, cơ hội và vận may cho con giáp 28 tuổi này. Hung cát, hung vận, sao phi liêm bạch hổ, cát vận, tam hợp thái tuế, hoa cái. Vận mệnh tổng thể của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong năm Nhâm Dần 2022 khá suôn sẻ. Với sự trợ giúp của quan hệ tam hợp thái tuế trong năm Nhâm Dần, tuổi Tuất sẽ có sự phát triển mạnh mẽ, đồng thời sao hoa cái nhập mệnh sẽ mang đến nhiều năng lượng, cơ hội và vận may cho con giáp này. Bạn có thể tận dụng thời điểm vàng để làm ăn thuận lợi, sớm phấn đấu, gặt hái thành công. Nhưng dù gặp nhiều may mắn về mọi mặt trong năm nay, Giáp Tuất cũng không nên quá kiêu căng tự mãn, nhất là về sức khỏe và tài lộc, nên cẩn thận hơn về sức mạnh của sao phi liêm và bạch hổ, đừng để hai hung tinh này cản trở đến vận thế của bạn. Và để cho vận trình năm 2022 Nhâm Dần được hanh thông thuận lợi, những gia chủ tuổi Giáp Tuất cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế là vật phẩm hàng đầu để hóa giải hạn thái tuế. Năm 2022 Nhâm Dần, thái tuế tinh quân là Hạ Ngạc đại tướng quân cai quản, mà sau kim bài là phù thái tuế, mang vật phẩm bên mình sẽ tránh được vận hạn xung sát do thái tuế mang lại. Sự nghiệp, tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, năm 2022 Nam Mạng dự báo, những con giáp sinh năm 1994 sẽ tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời của mình trong năm 2022. Đường sự nghiệp của bạn phát triển vô cùng hanh thông thuận lợi nhờ quan hệ tam hợp thái tuế của năm là Nam Dần. Sao hoa cái giúp cho vận quý nhân thêm mạnh mẽ, bạn có thể gặp được những người giỏi giang, giàu kinh nghiệm, có thể hỗ trợ cho mình trên bước đường thành công. Nếu tranh thủ tốt cơ hội sẽ vô cùng có lợi cho nam mạng tuổi này. Tài vận trong năm nay, tuổi năm 1994, tài lộc của Giáp Tuất sẽ có chút tổn thất khó tránh do nhiều nguyên nhân, có thể là do thu không bù chi, bạn có nhiều công chuyện cần lo lắng trong năm nay, hơn nữa lại có bạch hổ hung tinh chiếu mệnh nên tiền bạc về vẫn chịu hao hụt thay vì tăng lên, có thể do phải tiêu mất nhiều tiền. Hung tinh thất sát sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe của bạn, vì thế bạn cần tốn nhiều chi phí để điều trị, đó cũng là một nguyên nhân gây thất thoát tài vận. Bởi vậy nên chú ý giữ gìn sức khỏe, vừa tốt cho mình vừa đỡ hao tài. Bên cạnh đó, thầy Gia Cát có khuyên gia chủ Giáp Tuất cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo để được hóa giải. Minh Quang Pháp Bảo là vật phẩm phong thủy của nhà Phật, khi mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp khai sáng con đường công danh sự nghiệp và khai mở cung tài lộc. Tình cảm, tử vi cũng dự báo người sinh năm 1994
sẽ là 28 tuổi trong năm 2022, gặp cả cát lẫn hung trong các mối quan hệ. Về mặt tốt, nếu như được sao hoa cái giúp đỡ, bạn sẽ gặp được những nhân vật tinh hoa hoặc quý nhân hỗ trợ trong cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, mặt xấu là có các tinh bạch hổ đả kích, bạn sẽ thu hút nhiều kẻ tiểu nhân hãm hại. Bởi vậy, để tránh bị phiền phức rắc rối, bạn nên cẩn thận chú ý điều chỉnh thái độ của bản thân, tránh tự rước họa vào thân. Sức khỏe. Tử vi Giáp Tuất, sinh năm 1994, năm 2022 nam mạng, có vận trình sức khỏe không khả quan cho lắm. Phi Liêm và Bạch Hổ là hai hung tinh chủ gây thương vong bệnh tật. Bởi vậy, khi đi đường, bản mệnh cần phải hết sức chú ý để tránh va chạm. Bên cạnh đó, khi đi chơi ở những vùng sông nước như là hồ và biển cũng cần phải cực kỳ cẩn thận, bởi tai nạn đuối nước cũng có nguy cơ có thể xảy ra. Vì vậy, bạn nên chú ý cảnh giác với thế giới bên ngoài, kẻo bị sao xấu lợi dụng gây tổn hại đến thân thể cũng như vận trình khác. Bởi không có sức khỏe thì khó làm nên chuyện. Để tăng cường sức khỏe cho bản mệnh, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Giáp Tuất cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Đây chính là pháp khí phong thủy được chế tác dựa trên bộ tam hợp của gia chủ tuổi Giáp Tuất. Vòng có tác dụng tăng cường sức khỏe, giúp cho bản mệnh tránh được thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời kích hoạt nhân duyên, hòa hợp gia đạo. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, năm 2022 theo từng tháng âm lịch, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, vận trình của người tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994 khá tốt trong tháng này. Vào tháng riêng, những người 28 tuổi nhờ được tam hợp thái tuế mà được phúc tinh cao chiếu, ở mọi phương diện đều ổn định và thuận lợi. Đồng thời, bạn cũng sẽ có cơ hội làm quen với một số đối tượng khác giới, có nhân duyên tốt thông qua sự giới thiệu của người bạn thân, bạn bè trong dịp năm mới. Đây cũng là cơ hội tốt để bạn thoát khỏi tình trạng độc thân. Tháng 2, tinh thần của Giáp Tuất không được lý tưởng trong tháng này. Trong dịp năm mới, bạn trở nên lười biếng, phóng túng, nên không nhanh thích ứng với khoảng thời gian bận rộn sau Tết, vì thế mà cũng xem nhẹ sự nghiệp của mình hơn. Thầy Gia Cát nhắc nhở con giáp này nên cố gắng hết sức để phục hồi sinh lực, cống hiến sức lực và tinh thần cho sự nghiệp. Đừng quá nuông chiều và lười biếng với bản thân, như vậy thì mới có cơ hội lấy lại tài lộc và phát triển. Tháng 3, vận tài lộc của Giáp Tuất trong tháng này có chút gập ghềnh, chịu ảnh hưởng bởi hung tinh, bạn bị thua lỗ nghiêm trọng, không chỉ khó duy trì thu nhập ổn định mà thậm chí còn xuất hiện nhiều khoản chi tiêu khổng lồ, khiến cho kinh tế sa sút đáng kể. Tử vi tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, năm 2022 nam mạng cảnh báo, nếu bạn không kịp thời cứu lấy tài sản của mình thì tình thế này sẽ ngày càng khủng hoảng, thu không bù chi, vay nợ đầm đìa. Tháng 4, nhân duyên tốt của tuổi Giáp Tuất khá lạc quan trong tháng này. Với sự trợ giúp của quan hệ tam hợp, Giáp Tuất sẽ tràn đầy năng lượng để làm việc, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Bởi vậy mà những người khác sẽ bị hấp dẫn mạnh mẽ bởi bạn. Cơ hội để bạn kết bạn làm quen với những người tốt cũng rất cao, cho nên có thể nói không chỉ trạng thái tâm lý của Giáp Tuất tháng này tốt mà riêng chuyện tình cảm sắp tới cũng đón nhận nhiều niềm vui. Tháng 5, vận trình sự nghiệp của người 28 tuổi Giáp Tuất trong tháng này có nhiều khởi sắc. Với sự giúp đỡ của sao hoa cái cát tinh, bạn làm gì cũng hanh thông thuận lợi, đặc biệt một số người trong tháng này vẫn còn có thể được người lớn tuổi giúp đỡ hoặc lãnh đạo thăng chức, nên vận trình sự nghiệp của họ có những bước phát triển vượt bậc. Tháng 5 có khả năng cao sẽ là bước ngoặt lớn của bạn. Giáp Tuất sinh năm 1994 cần phải nắm chắc thời cơ để phấn đấu đạt thành tích tốt hơn trong công việc. Tháng 6, tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, năm 2022 nam mạng nhận xét bạn có vận trình tình cảm vô cùng hanh thông trong tháng này. Nhờ tam hợp thái tuế, chuyện tình cảm của bạn và nửa kia trong tháng này dần ổn định. Vợ chồng có thể thường xuyên trò chuyện, cười đùa và cùng nhau chia sẻ những điều thú vị từ mọi khía cạnh của cuộc sống. Cuộc sống gia đình của bạn cũng rất ngọt ngào và hài hòa, điều đó thật đáng ghen tị. Tháng 7, vận sức khỏe trở nên kém rõ rệt trong tháng 7 của năm 2022. Hung tinh Phi Liêm khiến cho thân thể của bạn xuất hiện nhiều vấn đề bệnh lý, tinh thần cảm thấy bức bối khó chịu. Đặc biệt, ở vị trí cổ họng, dễ bị tác động và chịu ảnh hưởng nặng nhất, bệnh nhân có thể cảm thấy hô hấp không thoải mái hoặc cổ họng bị đau, giọng nói khàn đi. Tử vi số khuyên tuổi Giáp Tuất cần phải chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân.
Trong các bữa ăn, cần phải bổ sung thêm rau xanh, uống nhiều nước lọc và bớt ăn những đồ cay nóng, đồng thời cũng nên tránh ngủ muộn và sinh hoạt khoa học. Tháng 8, tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 có vận tình duyên khá tốt trong tháng này. Đối với người độc thân, bạn có thể gặp được những người giỏi giang phi thường, lại có thái tuế các tinh hỗ trợ nên sức hấp dẫn của bạn cũng tăng lên rất nhiều. Nếu bạn có thể nắm chắc cơ hội thì cơ hội thoát ế sẽ chẳng có gì khó khăn. Chỉ lưu ý tuổi này ở điểm, khi lựa chọn đối tượng yêu đương, bạn đừng quá nông cạn hay tùy tiện. Khi thỉnh thoảng cũng nên tìm hiểu sâu sắc hơn về người ấy, so sánh điểm khắc và hợp giữa hai người. Nếu không quá nhanh chóng nhận lời sẽ khiến cho tình cảm về sau gặp nhiều bất lợi. Tháng 9, vận trình sự nghiệp của những người sinh năm 1994 có chút sóng gió trong tháng này. Bị sao hung tinh quấy nhiễu, bạn sẽ phải đối mặt với những khó khăn rắc rối trong công việc. Ví dụ như bạn có thể bất ngờ được cấp trên điều động sang các bộ phận khác của công việc, vì thế sẽ gây hoang mang tạm thời cho những người ở trong vị trí ổn định đã lâu. Nếu không thể thích nghi với môi trường làm việc mới thì sự nghiệp sẽ bị trùng xuống nghiêm trọng. Khuyên bạn nên đối diện với vấn đề này với thái độ lạc quan, đồng thời suy nghĩ tích cực hơn để đáp ứng những thử thách trong công việc, phấn đấu thích nghi với công tác mới này. Tháng 10, tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, năm 2022 nam mạng cũng nhắc nhở rằng các mối quan hệ của con giáp 28 tuổi có chút bất ổn trong tháng này. Bị sao Bạch Hổ chiếu mệnh, người tuổi Tuất sẽ trở nên thô lỗ hay nổi nóng. Bạn thường xuyên cãi vã hoặc tranh chấp với đồng nghiệp vì những chuyện còn con khiến cho quan hệ của bạn sa sút, công việc đình trệ. Vì vậy, Giáp Tuất nên cởi mở hơn trong mọi việc và cố gắng lịch sự, thân thiện với đồng nghiệp, đừng quá keo kiệt và so đo, nếu không bên bạn sẽ chẳng còn ai giúp đỡ. Tháng 11, đây là một tháng mà tài lộc của bạn sẽ có nhiều khởi sắc, có thái tuế tạo động lực, Giáp Tuất nỗ lực hơn nữa và thu nhập cũng gia tăng. Bạn có cơ hội tăng lương và thăng chức, đồng thời một số người có kinh nghiệm đầu tư cũng biết cách làm giàu hơn, thu về được một khoản lời không hề nhỏ. Tháng 12, tổng quan vận thế của người sinh năm 1994 ở mức trung bình trong tháng này. Mặc dù tháng 12 đang cận kề cuối năm, nhưng bạn vẫn bảo toàn được phong độ, giữ cho mình tâm thế tương đối ổn định và bình tĩnh, hầu như không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Vì thế mà các phương diện nói chung đều đi theo chiều hướng thuận lợi, không có vật cản. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 nam mạng trong năm 2022 nhâm dần. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Qua đó quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong năm 2022 hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Diễm Quỳnh chúc tất cả quý vị luôn gặp thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.